năm chào cô bác tiếp theo đơn này là bên em uh, giao về ấp uh, phú mỹ thượng xã phú thọ huyện phú tân tỉnh an giang phú sữa mika sabo ừ. cần thơ tóc thái nhãn long tiêu tứ quý mận ừ. xanh đường sóc trăng đơn này cũng mắc cười lắm cô điện cho thắng uh, bữa trước Cái cũng biết giá rồi bữa sau cô điện nữa cuối cùng hắn mới biết vì sao cô điện cho em tới hai ba lần vì cô cũng đã liên hệ một đơn vị cây giống ở chợ lách bến tre này rồi nhưng mà không biết sao cô lại chọn bên em ở đây em không có giật mối nha tại này là khách chọn nha ờ, anh em thí dụ có xem được clip này cũng hiểu giúp em là cô chọn bên em để lấy cây thì hôm nay lên để giao cho cô cô cũng hỏi rất là nhiều và kỹ ha quay cho bà con ta xem cây hôm nay em giao ạ à cây là vô chậu nha cô chú chậu này bên em vô chậu c 7 thân nó đều đều hết ha cây ghép chui bà con nhớ nha cây vú sữa mica là cây ghép chui à, có hình thức đó mới đúng giống thôi còn bên nào nói gọi là cây cái mô hoặc là cây hạt là tất cả đều sai nó không có chuẩn năm thì cũng cảm ơn cô cũng như mấy anh trong gia đình ha đã tin tưởng hộ cây giống bên tâm phúc bà con cô bác yêu thương thì có thể liên hệ vào các số điện thoại hoặc là các trang mạng xã hội bên em bên em sẽ liên lạc lại cũng như là gửi hình ảnh cụ thể nếu mình không có đến trực tiếp tại nhà em lựa cây được bên em sẽ có phương tiện xe tải xe máy cũng như là xe hơi để giao tận nhà cho bà con chúng ta em thắng cây giống tâm phúc chân thành cảm ơn